Xin kính chào quý bà con và các bạn đến với kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Rất vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời, chính xác được cung cấp hàng ngày. Giá lúa gạo tùy theo từng kho, từng khu vực, từng thương lái sẽ có sự chênh lệch về giá cả. Bà con hãy theo dõi bản tin kênh để kịp thời nắm bắt giá cả chính xác hàng ngày. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Giá lúa trên đồng tiếp tục ở mức thấp và điều chỉnh tăng 100 đồng 1 kg đối với lúa đài thơm 8. Thưa quý bà con và các bạn, những biến động gần đây của thị trường khá là bình thường và cũng không có gì lạ. Bà con nông dân cần phải bình tĩnh, không nên bán ra vội sẽ bị thiệt về giá. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh tăng cường thu mua, gom hàng trước và sau Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng các đơn hàng để giao cho các đối tác. Vào thời điểm hiện nay, giá tuy là có chút giảm nhẹ so với trước đó nhưng vẫn còn ở mức cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã tiến hành ký kết được khá nhiều hợp đồng mới với mức giá khá tốt, nên sự biến động của xu hướng thị trường thời điểm gần đây không có gì đáng lo ngại. Đài thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM18 6.900 đến 7.000 đồng một ký, nàng hoa chín 6.900 đến 7.100 đồng một ký, IR504 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, nếp anh em tươi 7.100 đến 7.300 đồng một ký, nếp long an tươi 6.800 đến 7.000 đồng một ký, nếp long an khô 9.100 đến 9.300 đồng một ký, nếp an giang khô 8.500 đến 8.600 đồng một ký, ST24 7.100 đến 7.300 đồng một ký, ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký, RVT với mức giá là 7.500 đồng một ký. Mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm ổn định, gạo nguyên liệu 9.100 đồng một ký, gạo thành phẩm 10.000 đồng một ký. Hàng phụ phẩm tấm với mức giá là 9.100 đồng một ký, và trong khi đó cám khô với mức giá là 8.000 đồng trên 1 kg. Tại chợ lẻ, gạo thơm 11.500 đến 12.500 đồng một ký, gạo thơm sắc minh 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo sắc thường 14.000 đồng một ký, nếp luộc 14.000 đến 15.000 đồng một ký, gạo nạc nhen 20.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo hương lài 19.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký, nàng hoa 17.500 đồng một ký, sóc thái 18.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 20.000 đồng một ký, cám 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.